Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Lotto AZ. Thời gian vừa qua trên fanpage mình có nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em. Ngoài những thắc mắc của anh em quan tâm đến dòng laptop gaming, laptop đồ họa thì còn rất nhiều những câu hỏi của các bạn quan tâm đến các mẫu laptop văn phòng, laptop Ultrabook với mức giá dưới 10 triệu đồng. Vậy nên trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn top đầu những chiếc laptop đáng lựa chọn nhất trong phân khúc từ 6 đến 9 triệu đồng. Ok, bắt đầu luôn nhé. Và chiếc laptop đầu tiên mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là chiếc Dell Latitude E5450. Hiện tại đang có mức giá khoảng hơn 6 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Chiếc laptop này thì có cái vẻ ngoài thiết kế rất là đơn giản với cái màu đen là chủ đạo, đặc trưng của dòng laptop doanh nhân. Và nói đến dòng laptop doanh nhân thì chất lượng build luôn là cái điểm đáng giá nhất. Thiết kế cứng cáp và chắc chắn nhờ được trang bị với khung sườn bằng hợp kim Maze cùng với bàn lề kép được bọc thép cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Mình đã sử dụng và gập mở không biết bao nhiêu lần mà bản này vẫn giữ màn hình cố định, không hề lung lay trong quá trình mình sử dụng. Cùng với đó là bộ bàn phím có hành trình tương đối là sâu, phím bấm rất là êm và chỉ gây ra tiếng động nhỏ khi sử dụng. Nó rất phù hợp với các bạn thường xuyên phải nhập liệu, độ chính xác cao cùng với cả độ nảy khá là tốt, mang đến cho mình cảm giác rất là thoải mái khi mình sử dụng trong cả một ngày dài liên tục. Ngoài ra thì máy còn có cấu hình tương đối là ổn trong tầm giá với CPU i5-5300U. 4GB RAM cùng cả SSD 128GB và sử dụng VGA onboard. Nhìn chung thì với công việc văn phòng cơ bản thì 5450 đều xử lý mượt mà mọi tác vụ hàng ngày của bạn. Và đến với chiếc laptop thứ hai thì mình giới thiệu đến anh em đó chính là chiếc HP EliteBook 840G2. Chiếc 840G2 này có cấu hình giống với cả chiếc 5450 vừa rồi, cũng được trang bị CPU i5-5300U, 4GB RAM cùng với cả SSD 128GB. Cấu hình như nhau nhưng mà em có thể nhìn thấy máy được thiết kế mỏng hơn và nhẹ nhàng hơn. Vẫn được cấu tạo từ hợp kim nhôm và maze rất là bền chắc, không thua kém gì so với cả Dell Latitude. Ngoài ra thì bên trong thân máy được phủ một màu sơn bạc nên trông máy có phần thời trang hơn. Mỏng chỉ khoảng 2cm và trọng lượng chưa tới 1,6kg. Rất nhẹ nhàng và khi mang theo laptop này bên mình. Thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình tốt, thời lượng pin khoảng từ 4 đến 5 tiếng là những điều mà bạn không thể bỏ qua với chiếc EliteBook 840G2 này trong tầm giá khoảng từ 6 đến 7 triệu đồng. Ok, vậy nếu như anh em đang muốn một chiếc laptop có cấu hình tốt hơn, màn hình đẹp hơn, thời lượng pin tốt hơn thì mình sẽ mang đến cho anh em chiếc Dell Latitude E5470. Có thể nói đây là một trong những chiếc laptop tốt nhất trong tầm giá từ 8 đến 9 triệu đồng. Khi máy có kết cấu cực kỳ chắc chắn là thế hệ kế nhiệm của chiếc Dell Latitude E5450 nên chiếc 5470 này đã vượt qua được những bài thử nghiệm đạt chuẩn quân đội Mỹ. Cùng với đó là máy có cấu hình CPU i5-6300U, 8GB RAM cùng với cả SSD 256GB và máy cũng sẽ sử dụng VGA onboard. Thì việc ngoài xử lý tất cả những tác vụ văn phòng hàng ngày thì các bạn còn có thể giải trí với những tựa game online nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA Online 4. Bên cạnh đó thì máy còn được trang bị màn hình Full HD IPS cho góc nhìn rộng, hình ảnh sắc nét cùng với độ tương phản khá là cao. Hơn nữa thì 5470 này còn sở hữu cái bàn phím chiclet với layout quen thuộc của dòng Dell Latitude. Hành trình sâu, độ phản hồi nhanh và phím bấm cực kỳ êm, mình cảm giác rất là thoải mái khi sử dụng. Và cái tỷ lệ mình gõ sai phím, trượt phím là rất là thấp. Cùng với đó là thời lượng pin mình sử dụng trên 5 giờ đồng hồ và các tác vụ xử lý công việc hàng ngày của mình. Với 5 giờ thì cũng đủ để mình có thể ngồi cà phê mà không phải lo về vấn đề nguồn sạc. Và nếu anh em muốn có cấu hình tốt, chất liệu build cũng như màn hình đẹp mà lại có thiết kế mỏng nhẹ, tươi sáng hơn chiếc Dell 5470 thì mình lại có ngay chiếc HP EliteBook 840G3 cho anh em. Chất liệu của máy này được cấu thành từ hợp kim nhôm và maze. Mặt lưng cũng như phần kê tay được phủ sơn một màu sáng bạc cho máy nhìn bớt đơn điệu, một màu đen truyền thống của những dòng laptop doanh nhân. Chiếc máy này thì có cấu hình giống như chiếc Dell 5470 với CPU i5-6300U, 8GB RAM cùng cả SSD 256GB, cũng dùng VGA onboard. Cấu hình này thì anh em yên tâm mà xử lý tất cả các tác vụ văn phòng, học tập, giải trí, xem phim hay thậm chí là chơi một vài tựa game online nhẹ nhàng cũng rất là ok. Cấu hình ngon, thiết kế đẹp, chất liệu build tốt mà lại còn mỏng nhẹ nữa nên anh em có thể mang máy đến bất cứ đâu mà không phải lo vấn đề gì cả. Vì viên pin của máy có thể sử dụng được khoảng 6 giờ đồng hồ tùy vào tác vụ của anh em sử dụng. Ngoài ra thì màn hình là một điều mà nhiều anh em quan tâm tới. Thì chiếc 840G3 này sẽ không làm anh em thất vọng khi được HP trang bị cho màn hình Full HD IPS cho màu sắc cũng như độ chi tiết rất là sắc nét. Nhìn chung thì HP 840G3 là một chiếc Ultrabook đáp ứng gần như là đầy đủ hết mọi yêu cầu của người dùng doanh nhân,
cũng như là các bạn đang sử dụng trong công việc văn phòng hoặc xử lý các tác vụ học tập làm việc hàng ngày. Và đó là 4 chiếc laptop mình nghĩ là đáng mua nhất trong tầm giá khoảng từ 6 đến 9 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Vậy còn các bạn nghĩ sao về 4 chiếc laptop này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới bình luận video này nhé. Link thông tin sản phẩm mình có để dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên like và subscribe cho kênh Laptop AZ. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.